theo người dân xung quanh. Thời điểm vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ đột nhập vào nhà, sát hại trời mưa to. Nhà anh Trường cũng nuôi hai con chó to, khoảng 30 kg, nhưng không có tiếng sủa, nên không ai biết, cho tới khi con nạn nhân kêu cứu. Khám xét nhà không bị mất tài sản. Ngày 18 tháng 8, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, truy bắt nghi phạm đột nhập vào nhà, truy sát vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Rạng sáng ngày 17 tháng 8, ngay sau khi nhận hung tin, rất nhiều người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Phía cơ quan công an đã có thông báo phát, dán ở các nơi và đọc trên đài truyền thanh phường Hồng Châu để truy tìm hung thủ gây án. Theo thông báo của công an, trên đài truyền thanh phường, từ thông tin của gia đình, nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao 1m7. Dáng người gầy. Cơ quan công an cũng cung cấp hai số điện thoại của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an thành phố và trưởng công an phường để người dân nắm và thông báo khi có thông tin về vụ án, nghi phạm thì tố giác tới cơ quan công an. Đại diện tổ dân phố Nam Tiến, phường Hồng Châu cho hay, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã xác định vợ chồng anh Trường bị kẻ lạ mặt này đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Đặc biệt, khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy trong nhà nạn nhân không bị mất đồ đạc gì. Tuy nhiên, hiện nay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, các đơn vị tham gia khám nghiệm của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an tỉnh Hưng Yên cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu một số mẫu về giám định. Cơ quan công an bước đầu xác định, hung thủ không để lại vật gây án, nhà cửa đồ đạc không bị lục tung và vẫn còn nguyên. Trên giường, màn, dưới nền nhà và một số đồ dùng trong nhà của nạn nhân, nhiều vết máu cho thấy có dấu hiệu nạn nhân đã chống cự nhưng vẫn bị đối tượng đâm nhiều nhát bằng hung khí. Hai con chó to nhốt sau nhà không sủa. Chia sẻ với chúng tôi, anh Vương Văn Bình, 43 tuổi, là hàng xóm và anh họ nạn nhân, cho hay, đến giờ này, bản thân anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Sợ hãi khi chứng kiến cảnh, hiện trường vụ án. Theo anh Bình, khi nghe tiếng la hét kêu cứu của cháu Sơn, con anh Trường. Vào khoảng 0 giờ sáng, ngày 17 tháng 8, anh đã vội vàng chạy qua. Hai nhà sát cạnh nhau, nhưng vườn rộng, nên tôi cũng không biết từ đầu. Chỉ đến lúc nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của cháu Sơn, tôi mới vội vã chạy sang. Lúc đến nơi, một số người hàng xóm cũng đã cùng chạy tới hiện trường. Lúc tôi vào đến nhà, thì Trường nằm gục trên vũng máu, ở cạnh giường, trong phòng tầng 1. Còn Hoa vẫn đang ngói ngót. Lần đầu tiên tôi chứng kiến, máu vương vãi nhiều, và khắp nơi như thế. Theo quan sát của tôi, cả hai đã bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể, còn hung thủ đã chạy trốn từ trước đó, anh Bình đau xót kể. Ngay sau đó, anh Bình đã cùng một số người gọi báo cảnh sát 113 và xe cấp cứu. Tuy nhiên, anh Trường đã tử vong sau đó, còn chị Hoa khi lên đến bệnh viện Việt Đức cũng tử vong. Theo anh Bình, điều đặc biệt, nhà anh Trường có nuôi hai con chó to, trứng 30 kg một con. Nhưng do xích ở khu vực chăn nuôi phía sau nhà và không sủa, nên hàng xóm, người nhà không phát hiện kịp thời vụ việc. Mọi khi chúng tôi sang đến đầu nhà, thì hai con chó to đã sủa inh ỏi rồi, nhưng không hiểu sao đêm đó, chúng lại không sủa gì cả. Nên khi sang đến nơi đã quá muộn. Vợ chồng anh Trường, chị Hoa sống tử tế, hiền lành và không xích mích, nợ nần, thù hằn với ai. Nên cũng không hiểu vì sao, đối tượng lại ra tay sát hại họ dã man như thế, anh Bình nói. Đại diện tổ dân phố Nam Tiến và người thân của nạn nhân cũng xác nhận, việc gia đình nạn nhân có nuôi chó, nhưng thời điểm trước, và khi xảy ra sự việc, hai con chó này không sủa, nên mọi người xung quanh đã không biết. Một số hàng xóm cạnh nhà anh Trường cho biết thêm. Trong đêm đó, mọi người cũng không thấy có tiếng xe máy hay tiếng nổ của phương tiện nào ở bên ngoài khu vực nhà anh Trường. Vụ hai vợ chồng bị sát hại khi đang ngủ ở Hưng Yên, hung thủ cao khoảng 1m7. Theo người nhà nạn nhân, hung thủ ra tay vô cùng dã man. Sau khi gây án, đối tượng đã trèo qua tường rào chạy trốn. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt hung thủ gây án. Chiều ngày 17 tháng 8, nhiều giờ sau khi vụ việc xảy ra, người thân trong gia đình, cũng như hàng xóm của hai nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh, Đặng Văn Trường, 41 tuổi, cùng vợ là Nguyễn Thị Hoa, 40 tuổi, trú tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Biết tin buồn, hàng xóm người thân của gia đình nạn nhân cũng đã đến chia buồn, chung tay lo chuẩn bị tang lễ cho hai nạn nhân. Theo lời kể của ông Đặng Văn Lạc, 80 tuổi, bố ruột anh Trường, người chứng kiến sự việc xảy ra cho biết, đến thời điểm này, ông vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột
của người con trai và con dâu. Vào đêm ngày 16 tháng 8, rạng sáng ngày 17 tháng 8, khi tôi đang ngủ, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu nội. Tôi vội bật dậy, chạy tới thì bàng hoàng, nhìn thấy một người đàn ông đang dùng dao đâm con dâu của mình. Sau khi gây án, kẻ lạ mặt chạy ra, đẩy tôi ngã xuống góc sân, rồi nhảy vọt qua tường rào, thoát thân, nhìn thấy kẻ gây án. Nhưng sợ kẻ đó manh động, nên không làm được gì, giờ chỉ mong hung thủ sớm bị bắt, để đền tội, ông Lạc thất thần. Còn theo bà Dương Thị Thành, 75 tuổi, mẹ đẻ anh Trường cho biết, nghi phạm cao chừng 1m70, đội mũ lưỡi chai đen. Trời rất tối, song tôi vẫn nhìn rõ, hình ảnh hắn ta cúi người, đâm con tôi nhiều nhát, lúc đó tôi sợ quá, nên ngồi sụp ở một góc sân gào khóc. Còn em Sơn, con trai anh Trường và ông Lạc, mở toang cửa cổng, kêu cứu hàng xóm. Theo hàng xóm của nạn nhân cho biết, từ xưa đến nay, hai vợ chồng anh Trường, sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người, chồng chăn nuôi, vợ làm nghề may mặc. Cũng ở một diễn biến khác, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Đại tá Đỗ Đình Hảo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên, phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra, truy bắt hung thủ. Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 30, sáng ngày 17 tháng 8, tại phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, đã xảy ra vụ án mạng, khiến hai người tử vong. Vào thời điểm trên, theo các nhân chứng, một đối tượng bịt mặt, đột nhập vào nhà riêng của vợ chồng anh Đặng Văn Trường, 41 tuổi, ra tay sát hại anh Trường và vợ khi hai vợ chồng đang nằm ngủ trong nhà. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm mọi người phát hiện, anh Trường đã tử vong tại chỗ, còn vợ anh Trường là Nguyễn Thị Hoa, được người thân đưa đi cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, nhưng do vết thương quá nặng, đến 8 giờ sáng cùng ngày, cũng đã tử vong. Theo một người thân, lúc xảy ra vụ việc, trong nhà anh Trường, có 6 người. Bố mẹ nạn nhân ngủ ở nhà dưới, cách đó vài mét. Vợ chồng anh Trường, và hai con nhỏ, ngủ ở tầng 1 của căn nhà trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ.